Thưa quý vị, nhiều ngày qua, mạng xã hội lan truyền những thông tin tiêu cực về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn, gọi tắt là SCB, dẫn đến hiện tượng một số người dân rút tiền trước hạn và nhân viên ngân hàng khác chào mời các khách hàng rút tiền tại SCB để gửi vào ngân hàng mình. Liên quan đến vấn đề này, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú đã yêu cầu các ngân hàng khác không lôi kéo khách, khẳng định đảm bảo quyền lợi người gửi tiền tại SCB. Theo thông tin từ ông Đào Minh Tú, Ngân hàng Nhà nước đã có thông tin kịp thời trên website Ngân hàng Nhà nước để khẳng định sẽ có những biện pháp nhằm tiếp tục đảm bảo hoạt động liên tục và ổn định cho SCB. Đồng thời cũng sẽ có những giải pháp chính sách theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại SCB. Chúng tôi cũng khuyến cáo người dân có tiền gửi tại SCB cần thận trọng trước khi quyết định rút tiền gửi, nhất là những khoản tiền gửi rút trước hạn, vì khi đó sẽ làm ảnh hưởng đến quyền lợi của mình đáng ra được hưởng về lãi suất có thời hạn tại SCB. Trước hiện tượng nhân viên ngân hàng khác chào mời các khách hàng rút tiền tại SCB để gửi vào ngân hàng của mình, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú khẳng định Ngân hàng Nhà nước đã có công điện yêu cầu tất cả Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc các ngân hàng thương mại, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố tăng cường kiểm tra, giám sát để xử lý các trường hợp vi phạm. Việc cán bộ ngân hàng thương mại vận động lôi kéo khách hàng của SCB rút tiền gửi để gửi sang ngân hàng mình là cạnh tranh không lành mạnh, có thể tạo ra sự bất ổn cho SCB lúc này và mất an toàn chung cho hệ thống ngân hàng thương mại. Ông Đào Minh Tú cho biết thêm, an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng là một trong những vấn đề rất quan trọng trong nhiều năm qua. Ngân hàng Nhà nước và các bộ ngành chức năng đã có nhiều biện pháp, chính sách để đảm bảo an toàn cho cả hệ thống các tổ chức tín dụng. Thời gian tới, Ngân hàng Nhà nước đã và sẽ tiếp tục có những biện pháp cụ thể, quyết liệt để đảm bảo an toàn hoạt động chung cũng như của Ngân hàng SCB, đồng thời có những biện pháp theo quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi của người gửi tiền tại ngân hàng. Ngân hàng Nhà nước cũng mong rằng những người gửi tiền, những khách hàng vay vốn tại SCB sẽ tiếp tục hợp tác trên tinh thần tích cực để tạo điều kiện cho sự hoạt động ổn định, liên tục của ngân hàng trong thời gian tới. Những thông tin liên quan sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật tại địa chỉ thanhniên.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi. Quý vị cũng đừng quên bấm like, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông để theo dõi sớm nhất những tin tức của chúng tôi.